Chào các bạn nha. Cuối cùng thì đã lập trình xong các bạn ha. Lập trình khoan gần 100 lỗ rồi ha. Khoan gần 100 lỗ luôn. Quá đơn giản các bạn ha. Với phần mềm này thì việc khoan lập trình khoan rất là đơn giản luôn. Cái chương trình này mình mới làm nha các bạn. Mình mới làm nè. Khoan cho các bạn coi nha. Ok. Bấm chạy nè. Khoan. Quên, mình cho chạy từng bước các bạn. Ở đây mình đang cho chạy từng bước nha, step step nha. Chạy auto thì nó nhanh nha. À, từng bước rồi các bạn. Các bạn nhìn là từng bước à. Ha. Từng bước nha. Chạy từng bước á. Đó. Còn mình cho nó chạy auto các bạn, auto rồi nha. Auto nữa các bạn. Bấm chạy nè. Quá ngon luôn nha. Ở đây các bạn sẽ thấy được là cái chương trình nó đang đi nha. Nãy mình quên phóng lớn lên. Đó, nó trả về đầu các bạn. Ha. Cái này là mình bật lớn nha, chứ bật chậm 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 thì nó quay chạy rất là êm nha. Lớn cho các bạn coi. Auto chạy chương trình. Đó. Ở đây là khung làm việc nha, các bạn làm việc nha các bạn. Ok. À, quá đơn giản luôn các bạn ơi. Với cái phần mềm bản quyền này thì rất là đơn giản nha. Cực kỳ đơn giản luôn. 25 nè, 30 nè, 35 nè, 40 khoan lỗ nha. 45 nè, 50 nè. Cái jack này mình chưa xếp nha. Mình cho nó chạy trên cao nha. 10 nè, 15 nè, 20, 25. Ha, à, cực kỳ đơn giản. Ok, tắt nha. Stop nha. Stop. Ok. Ở đây mình làm lại cái chương trình mới cho các bạn coi nha. Hiện tại thì có rất là nhiều chương trình, nhưng mà ở cái phần khoan reel á, các bạn xem nó có rất là nhiều cái hỗ trợ nữa các bạn. Starpoint là cái tọa độ điểm mà bắt đầu ấy nha, bắt đầu khoan nha. Mình nhập vào, ví dụ như cho 200 nha, thì nó nằm khoảng giữa nha. Đấy, 200 nè các bạn. 200 nha. Rồi tiếp tục xuống dưới nha các bạn. Pick là khoảng cách nha. Khoảng cách giữa X với Y là bao nhiêu. Ví dụ như mình cho 10 đi các bạn. Nhập vào 10 nè. Qua đây 10 nha. 10 nữa nha. Rồi tiếp tục là cái number of copy. Các bạn muốn copy nó bao nhiêu hàng dọc hàng ngang nha. X và Y. Ví dụ như cho 5 năm đi nha. 5 năm đi. 5 nè. Rồi 5. 5. Bấm enter. Các bạn thấy nó xuống đây, nó nằm đây nè các bạn. End input nha. Để các bạn thấy nằm dưới đây nè. Hồi nãy mình cho cái vị trí tọa độ gốc á là nằm bên đây nha, thì lại nằm dưới đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái trục. Hiện tại các bạn bấm reel nó chưa chịu, nó bấm cut nha. Nó chưa có chịu nha. Nó chưa có chịu. Đó, thì mình phải làm thao tác là mình chọn cái dao cho nó nha. Thuốc rồi các bạn. Mình chọn dao nha. Đó, là ok. Enter. Rồi, bấm reel, cut. Ủa. Rồi sao luôn. Ở đây mình đang nó mình reset nha. Hồi nãy mình đang tắt nè. Reset lại các bạn. Reset lại là nó chịu à. Đó nha, cut là nó ra cut rồi các bạn. Đó. Rồi bấm ok là chạy thôi. Đi. Trở về home nha. Rất là hay luôn các bạn. Trở về đầu nè. Các bạn. Quá tuyệt. Xong rồi chạy các bạn trả qua tự động nha. Trả qua tự động nó mới chạy tự động nha. Rồi bấm chạy. Quá tuyệt vời chưa. Máy này thì thôi, không kiếm ra tiền thì biết kiếm máy nào. Cái này mình đang chạy cho nhanh hết cỡ nha các bạn. Chứ nếu chạy chậm lại thì nó sẽ rất là êm nha. Cái này khả năng thì mình sẽ làm cái núm chỉnh các bạn. Chứ cái này thì nó hơi chậm quá nha. Hoặc là mình set trong ấy lại nha. Mình set parameter lại nha. Ở cái chế độ mà trung bình đó các bạn.
trung bình đó thì nó phải nhanh hơn này xíu chứ. Cái này hơi chậm nha, hơi chậm. À, còn trả về chậm luôn thì nó chậm quá các bạn ơi. Chậm quá nha. Nên mình này mình set lại được. Nha, cơ bản là ngon. Ờ các bạn thấy cái chương trình giao đi không? Ờ nó đi các bạn thấy không? Ờ nó chạy đó. Nó qua đây làm từ đầu nè. Ờ. À, cho nhanh. Tuyệt vời, xong. Quá đã. Ok, nay vọc phá xíu nha. Mai thì mình sẽ làm về cái line nè. Đường thẳng nè. À, đường bo cung nè, cycle nè, oval nè, rêu nha. Trong rêu nó có táp nha các bạn. Ok, quá đã, xong. Ngày vọc phá tí cho nó vui.